Là Sơn Lê, hôm nay tôi xin giới thiệu với mọi người ứng dụng Zalo AI trên Zalo. Đây là tài khoản Zalo của tôi. Các bạn mở Zalo và vào vị trí này. Vào chỗ này để mở. Vào ứng dụng này để vào một khóm khóa để mở với Zalo Pay. Hiện tại ở trên Zalo Pay đang có game đó là Zalo Bye Bye. Bạn chỉ cần kích vào banner của có trên màn hình là sẽ vào được game. Đây là giao diện khi mà mở game thành công. Và bọn chỉ cần bắn vào chơi ngay là có thể chơi được vào hai lượt đầu tiên. Hiện tại thì tài khoản của tôi đã chơi hết lượt chơi, cần phải làm thêm nhiệm vụ để có chìa khóa để chơi tiếp tục được. Vừa rồi tôi đã giới thiệu cho các bạn biết đến Zalo Pay trên Zalo. Cảm ơn mọi người đã xem video của tôi.